Máy CD90 Bentley. Đời cao IC mới về nha anh em. Máy là hàng tháo xe kho Campuchia. Toàn bộ máy là bao zin từ trong ra ngoài, đúng đồ zin CD90 Bentley. Tình trạng là máy vô lăng còn quay nhẹ nhàng. Giá thì nó dao động từ 3 triệu đến 4 triệu 2 một cục. Mình có để cái mã số với lại cái thông tin ngày của máy bên mình về. Đây giờ mình quay chi tiết từng máy cho anh em xem nha. Cục máy đầu tiên, mã số 1. Cục này là 4 triệu nha anh em. Mã số 1. Cục mã số 2. Giá 4 triệu 2. Máy bán và bao zin nha anh em, bao zin từ trong ra ngoài, đúng đồ CD90 Bentley. Cục máy tiếp theo, mã số 3. Máy toàn bộ là bên cam về chưa vệ sinh nha. Máy số 3 là 4 triệu 2 luôn nha anh em. Máy số 4, giá là 4 triệu 2 luôn. Máy số 5, máy này thì 3 triệu. Máy này không có bộ lỗ, với lại lồng bể nha, khoảng 3 triệu. Máy này không có bộ lỗ và cái lồng bị bể cánh nè, với lại nó có bị hàn mặt dưới. Máy này là 3 triệu. Hoặc là cục máy này anh em có muốn mua đồ món thì alo mình sẽ bằng thịt luôn. Máy mã số 5 3 triệu. Hàng có sẵn tại shop nha anh em. Anh em có nhu cầu liên hệ mình để mua hàng 0933 9632 để mua hàng. Máy CD90 Bentley, hàng tháo xe kho cam. Giá từ 3 triệu đến 4 triệu 2 một cục, tùy tình trạng tùy máy. Nhưng mà tất cả các máy là bao đúng đồ zin CD90 Bentley từ trong ra ngoài. Giá cả nó khác nhau là tùy theo cái máy, nó có thể bị thiếu đồ, thiếu đồ hoặc là nó xấu đẹp ở tình trạng bên ngoài thôi. Còn bán thì mình sẽ bao zin từ trong ra ngoài. Anh em có thể theo dõi mình qua số điện thoại này ở Facebook, Zalo, YouTube 0933 9632. Sẽ được cập nhật hàng hóa thường xuyên ở trên số điện thoại này ở ba cái phần mềm trên.